tôi cứ xác định rằng các đồng chí làm như này thì thôi, và các đồng chí lại phải bổ túc thêm lại một tí coi như là về trách nhiệm và quyền hạn của mình đi. Ra bây giờ dân ấy người ta cũng hiểu luật lắm rồi, mình không thể làm bừa làm bãi được. Cái quyền hạn bây giờ tôi chỉ hỏi các đồng chí quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí như thế nào, các đồng chí cho thử nói cho tôi xem là các đồng chí đã làm như thế này đã đúng chưa? Theo cái thông tư 01 thì các đồng chí làm như này đã đúng chưa? Đã đúng với thẩm quyền của mình chưa? Hay là các đồng chí, đồng chí làm như này là tôi nói thẳng là đang dưng là tôi đang đi lưu hành mà tôi không vi phạm gì, các đồng chí không phát hiện được vi phạm gì của tôi mà công dừng lại đòi kiểm tra tôi là sai hoàn toàn. Tôi nói thẳng lên các đồng chí sai hoàn toàn. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ lên. Tôi nói chỉ một lần duy nhất với anh lần đấy thôi, không bao giờ tôi nói lại nữa, và anh muốn làm thế nào làm đấy, không bao giờ anh xem được của tôi đâu, tôi dám khẳng định luôn một câu như vậy. Anh không chấp hành kiểm tra đâu đúng không? Chắc chắn là tôi không chấp hành kiểm tra rồi, vì các đồng chí làm có đúng đâu mà tôi chấp hành. Các đồng chí thử làm đúng thì tôi chấp hành luôn. Tôi nói thẳng tôi mà sai tôi quỳ xuống lại các đồng chí không tha, không tha. Có kế hoạch kiểm tra. Ok, được, nhất trí. Xuất trình giấy tờ. Được, bây giờ trước tiên tôi xem đồng kế hoạch của đồng chí đã. Đồng chí cho tôi xem. Anh có xuất trình giấy tờ. Tôi không bao giờ. Kế hoạch đồng chí nói chuyện với tôi mà đồng chí nói như là nói với mấy ông ở trên này. Mấy ông trên này ông ấy chỉ là mấy ông xe ben thôi. Chứ xe thùng nó cũng dám bật đấy. Xe ben nó quá tải nhiều thì nó phải chịu thôi. Còn xe những xe thùng nó chuẩn chỉ rồi nó chẳng có cái gì nó phải sợ ấy. Các đồng chí cứ thử làm xem nào có làm được không. Đồng chí cho tôi xin tên để sau này và tôi sẽ có một cái đơn để tôi làm việc với đồng chí ra sau. Cho tôi xin rõ cái gì Ngọc Ngọc Giang nhỉ, đồng chí nhỉ. Đồng chí cho tôi xin cái tên của đồng chí đầy đủ họ tên. Đấy tên tôi được không chú, được phải cái kia ra tôi xem cái. Bạch ra tôi xem cái. Không làm sao đồng chí phải ngại, cứ kéo ra. Hoàng Ngọc Giang, số hiệu 333926, cán bộ hỗ trợ cho bên lực lượng của cảnh sát giao thông 37. Đồng chí này là tôi đã không đồng ý cho tôi quay phim tôi nhưng mà cứ cố tình quay tôi. Thế là vi phạm và điều nào ở trong bộ luật hình sự thì tôi chẳng rõ, nhưng mà rồi tôi sẽ có đơn tôi giải quyết với đồng chí sau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cuộc sống tư nhân của tôi mà sau này nó có vấn đề gì là các đồng chí phải chịu trách nhiệm, vì các đồng chí đã có sử dụng hình ảnh của tôi này. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ đi. Nhất là về, đây là hàng cửa hàng siêu trường siêu trọng rồi. Không cần biết, anh nói tôi nói với anh một lời thôi, tôi không nói nhiều. Thôi thì hàng tôi sai như nào, đồng chí cứ lập biên bản đi. Ok. Bây giờ anh phải xuất trình giấy tờ. Tôi không xuất trình, đồng chí tiếp tục lập cho tôi cái tội chống đối. Đấy, tức là không xuất trình là chống đối. Tiếp tục lập tiếp cái tội nữa là rốt xe. Tội là tội rốt xe rồi. Không việc gì phải nghĩ ngợi nữa. Rất đơn giản. Các đồng chí ủng hộ tôi cái. Không làm được là tôi đi đấy, sắp hết giờ rồi đấy. Quá 15 phút là không giải quyết được là tôi nói thẳng là tôi không làm việc được. Tôi dứt khoát là đơn phương từ chối làm việc với các đồng chí luôn. Không biết là các đồng chí được đào tạo đến mức độ nào mà lại nói với tôi những câu như này, tôi thua. Đấy, không biết các ngành, bên ngành của các đồng chí là đào tạo như thế nào để mà lại như thế này được. Đợt này thì đúng như bác Trọng bác nói là đò đang nóng rồi. Yên tâm, có bao nhiêu củi tươi khô quăng vào cháy hết. Riêng dưới Hà Nội đội 6, đội 5, đội 3 là có 20 chiến sĩ là lên đường rồi. Đợi nốt chúng tôi sai thì chúng tôi chịu trách nhiệm. Vô tư, đấy, như thế này thôi. Không biết là ai sai đúng, thôi chứ. Bây giờ tôi chỉ nói đến giờ phút này là đủ 15 phút rồi. Các đồng chí không giải quyết là tôi lên đường, tôi đi. Tôi nói thẳng đấy. Tôi chỉ nói anh duy nhất một lần lúc nãy thôi. Không bao giờ tôi được chấp nhận. Đấy. Còn bây giờ là các đồng chí không làm việc đối với tôi là tôi lên đường tôi đi. Một... Anh xuất trình giấy tờ đấy. Tôi không bao giờ tôi xuất trình giấy tờ nhỉ. Anh sao anh cứ hỏi tôi câu ấy mãi nhỉ. Không còn câu nào các anh nói nữa. Mẹ mày gọi bọn tiếp thị sữa lại đây bố mày quật chết thì mẹ à mày ra bố mày phang chết ngay.